Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Hà Môn Kinh Mộng Hài Khế Ước Đàn Ukulele tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió, giọng đọc Bảo Anh. Tập 41. Cố Mặc nên có một tương lai sáng lạn, anh nên có một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ. Dù là anh không quay về Bắc Kinh cũng tốt, nhưng anh đã trở về, anh lại gặp cô, là cô tạo ra bi kịch cho anh. Bà Cố lặng lặng nhìn cô thật lâu rồi lắc đầu. Noãn Noãn, con không phải là người như vậy. Gì à, ai rồi cũng sẽ khác. Con thực sự không thể chịu đựng việc ngày nào cũng cãi nhau với Cố Mặc. Mới đầu còn tưởng là vì anh ấy không đủ tin con, không đủ bao dung con. Cuối cùng con mới phát hiện vấn đề là ở mình, là con đã không đủ yêu anh ấy. Con làm sao không đủ yêu nó chứ? Người khác không rõ, chẳng lẽ gì con không rõ sao? Nếu không phải con yêu nó, thì lúc trước sao con có thể hy sinh bản thân vì tương lai của nó? Thà rằng bản thân chỉ ấm ức cũng không nói sự thật với nó. Bà Cố chết sống trong không tin chàng Lan Thuần là người như thế. Trên đời này không có người con gái nào có thể trả giá như thế vì Cố Mặc. Thế nhưng con thực sự hết thương anh ấy rồi. Chàng Lan Thuần quyết tâm để nén tất cả đau đớn, chậm rãi giơ bàn tay lên. Thực tế thì con đã kết hôn, gả cho người đàn ông con yêu nhất. Cái gì? Bà Cố kinh hãi nhìn chừng chừng chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô. Dì Cố, con biết dì rất mong con và Cố Mặc ở bên nhau, nhưng chuyện tình cảm thật không thể miễn cưỡng. Con đã không còn thương anh ấy thì không thể tiếp tục lừa dối anh ấy. Hiện giờ con rất hạnh phúc, cho nên cũng hy vọng anh ấy được hạnh phúc. Chàng Nam Thần cố gắng nở nụ cười. Thực tế thì Hứa Mộ Dài thực sự rất yêu Cố Mặc. Tình yêu của cô ấy với Cố Mặc còn vượt xa hơn cả con. Điểm ấy con dám chắc chắn. Nhưng người Cố Mặc yêu là con. Bà Cố dùng tay cố gắng nện xuống giường. Nhưng dì cũng thường Cố Mặc mà, cho nên về sau xin dì khuyên anh ấy nhiều một chút, bảo anh ấy quên con đi. Chàng Nãn Thần cố nén đau thương, nói: con hoàn toàn không đáng để anh ấy yêu. Bà Cố thở gấp nhìn cô chằm chằm, thật lâu sau đột nhiên hỏi: con thực sự hết thương Cố Mặc rồi? Chàng Nãn Thần ngần ra một lúc rồi nhẹ nhàng gật đầu. Bà Cố không nói ngay, chỉ tiếp tục nhìn cô chằm chằm. Hôm nay con đến đây cũng là ý của Hứa Mộ Dài. Thực sự cô ấy rất quan tâm tới dì Cố và Cố Mặc. Hứa Mộ Dài làm sai nhiều chuyện, nhưng có một câu cô ấy nói đúng. Vì yêu mà mưu tính không có gì dài. Cô chủ động buông tay Cố Mặc, đây chẳng phải là vì yêu mà mưu tính hay sao? Sau khi bà Cố nghe vậy thì lắc đầu đành chịu, nhắm mắt lại, thật lâu mới mở ra, nặng nề thở dài. Là gì làm chậm trễ hai đứa? Nếu lúc trước không chia cắt chúng con, hiện giờ cũng không bị thời gian làm thay đổi tất cả. Dì Cố à, thứ thời gian có thể thay đổi thì trước sau gì cũng sẽ thay đổi. Chàng Loan Thần khẽ nói: điều này chẳng có liên quan gì đến gì. Nếu còn và Cố Mặc yêu nhau thì ai cũng không chia cắt được. Nếu yêu không đủ sâu đậm, điều gì cũng có thể trở thành ngòi nổ thúc đẩy chúng con chia tay. Chuyện này cùng thời gian dài ngắn chẳng có quan hệ gì. Nói xong, lòng cô theo đó mà chấn động. Yêu sâu sắc thì chia cắt thế nào cũng không được. Nếu yêu không đủ sâu, điều gì cũng có thể trở thành ngòi nổ thúc đẩy chia tay. Là như vậy sao? Cô và Cố Mặc thực sự yêu chưa đủ sâu. Đột nhiên ý thức được điều này, cô lại bất giác hoảng sợ. Không, loại ý thức và cách nghĩ này phá vỡ hoàn toàn quan điểm lâu nay của cô và tình cảm. Cô bắt đầu sợ hãi nội tâm chính mình. Vì cô luôn luôn cho rằng tình yêu giữa cô và Cố Mặc vô cùng kiên cố. Cho dù bị ngoại lực ngăn trở, không thể ở bên nhau, thì anh và cô vẫn luôn luôn yêu nhau. Nhưng bây giờ sự thật là như vậy ư? Nếu thực sự là vậy thì dì cũng chẳng còn gì để nói. Lời nói của bà Cố cắt ngang dòng sợ hãi của cô, ánh mắt lộ vẻ cô đơn, nhẹ nhàng kéo tay cô qua. Nhưng dì cũng cảm ơn con đã không gạt dì. Noãn Thần à, dì vẫn luôn thấy có lỗi với con. Chàng Noãn Thần cũng nắm chặt tay bà, nhất thời không biết nói gì thêm nữa. Sau khi từ phòng bệnh đi ra, chàng Noãn Thần hít sâu một hơi, lại phát hiện hơi thở ra cũng đều là đau đớn. Từng mảng ánh nắng theo cửa sổ cuối hành lang hắt vào. Nhìn thấy cửa sổ bị ánh mặt trời ánh đến sáng rực, cô có chút hoang mang. Có đôi khi lúc bạn chắc chắn một điều gì thì sẽ không chút do dự,
nhưng sự thật sẽ dùng một phương thức trực tiếp nhất để mách với bạn rằng thật ra thì chuyện không phải là như vậy. Chính như tình yêu của cô và Cố Mạc, cô hoang mang, bàng hoàng, thậm chí là hoảng hốt. Thời đại học, ngài niệm từng hỏi cô một vấn đề, hỏi cô nếu hai người đàn ông ưu tú cùng đứng trước mặt cô thì cô sẽ lựa chọn ai. Lúc ấy câu trả lời của cô rất đơn giản, yêu ai thì chọn người đó. Khi Cố Mạc và Giang Mặc Viễn đồng thời xuất hiện trong đời cô tỉnh táo nhận biết người cô yêu là Cố Mạc, với Giang Mặc Viễn chỉ là sự cảm kích, từ cảm kích dần dà chuyển thành thích. Cô cũng không né tránh điều ấy. Đúng vậy, cô thích Giang Mặc Viễn, thích và yêu dù sao cũng khác nhau. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, trái tim cố chấp đi yêu Cố Mạc của cô thực sự đã thay đổi rồi ư? Lý trí của cô thì không thay đổi, nhưng còn trái tim thì thế nào? Đạo lý thì ai cũng sẽ nói, nếu đổi lại cô là người khác thì cũng sẽ nói chút lý luận giống tích ấy. Nhưng khi tĩnh tâm, cô cẩn thận phân tích lại. Cô và Cố Mạc tách nhau ra thực sự không phải bởi vì người ngoài, mà thực sự là bởi vì hai người yêu nhau chưa đủ. Cô không thể chấp nhận chuyện này là thật. Nhưng điều cô càng không thể chấp nhận chính là cô rõ ràng cảm nhận được trái tim mình đang lung lay. Cái cảm giác thích với Giang Mặc Viễn này không biết từ lúc nào đã biến chất. Ngón tay siết chặt lên nhau, trong mắt cô tràn đầy hoang mang. Cô không biết bản thân đang bài xích điều gì, đang bài xích trái tim mình hay là bài xích hành vi làm nhiều chuyện xấu của Giang Mặc Viễn, hay là cô đang khủng hoảng vì bản thân đang bị lung lay bởi một tên ma quỷ. Cô không muốn như vậy. Chương 49. Lại là một sự thật. Mặt chàng nón thần bị ánh nắng soi đến tái nhợt, đang mất phương hướng đứng trước cửa sổ, cho đến khi Hứa Mộ Giải bước tới đứng sau lưng cô hỏi: có tiện tán gẫu vài câu không? Cô quay lại nhìn vào ánh mắt cô liều của Hứa Mộ Giải, hồi lâu mới nhẹ nhàng gật đầu. Lại giả bãi cỏ, nhưng so với vừa nãy, chàng nón thần và Hứa Mộ Giải đã hết căng thẳng. Ánh nắng chiếu vào bàn ghế, Hứa Mộ Giải ngồi xuống. Lúc này, chàng nón thần mới cẩn thận quan sát cô, phát hiện hai mắt cô ấy lộ vẻ mệt mỏi, oán hận trong lòng cô cũng theo đó mà giảm đi chút ít. Có lẽ cô và cô ấy cũng giống nhau, trong thời gian này sống cũng không tốt mấy. Cô muốn nói gì với tôi? Chàng nón thần không ngồi, chỉ dẫm dẫm lên đám cỏ khô nhàn nhạt hỏi. Hứa Mộ Giải ngước lên nhìn cô, cười khổ. Không phải cô định mắng tôi nữa chứ? Đúng, nhưng tôi đã tát cô rồi. Chàng nón thần nhìn lại cô, Hứa Mộ Giải trái lại mỉm cười lắc đầu bất đắc dĩ. Có chuyện tôi thực sự muốn hỏi. Chàng nón thần bất ngờ hỏi. Hứa Mộ Giải hoài nghi nhìn cô. Tôi thật tò mò hình thức hợp tác giữa cô và Giang Mặc Viễn. Hai tay cắm vào túi, cô lại qua từng bước thong thả. Cô chủ động tìm tới anh ấy hay anh ấy bắt ép cô? Hôm đám cưới là cô chính tài nghe thấy Giang Mặc Viễn uy hiếp Hứa Mộ Giải. Hứa Mộ Giải không trả lời ngay, lại hỏi một câu. Vì sao cô muốn biết? Bởi vì nó sẽ quyết định cô rốt cục có yêu thật lòng Cố Mạc hay không, hay là chỉ vì Giang Mặc Viễn uy hiếp mà phải hy sinh tình cảm của chính mình. Hứa Mộ Giải đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó cười giễu nói. Cũng được nhỉ, sau khi tôi làm ra cái chuyện để tiện thế này, còn có người đến họ nổi lên, lòng trắc ẩn với tôi. Chàng nõn thần ngừng bước, đứng tại chỗ nhìn cô. Tôi không vĩ đại thế đâu, nếu tôi không yêu Cố Mặc, tôi sẽ không bao giờ hợp tác với Giang Mặc Viễn. Hứa Mộ Giải trả lời rõ ràng. Nhưng sau này, Giang Mặc Viễn quả thực có uy hiếp tôi, chính như cô nghe được đó. Chàng nõn thần nhíu mày. Tôi không hiểu lắm. Cô từng gặp qua ma quỷ chưa? Cô cười, hỏi. Chàng nón thần hờ hững nhìn cô. Đã từng, là Giang Mặc Viễn. Hứa Mộ Giải ngạc nhiên, rồi bật cười ha ha, cười đến nước mắt gần như chảy ra. Buồn cười lắm sao? Hứa Mộ Giải cố gắng lắm mới nhịn được cười, đứng lên đến gần cô, nhìn vào mắt cô nhấn mạnh từng chữ. Cô nói đúng đó, Giang Mặc Viễn chính là một tên ma quỷ. Còn có cô nữa. Chàng nón thần thản nhiên bổ sung một câu, ai ngờ Hứa Mộ Giải lại lắc đầu. Chàng nón thần, cô nghĩ sai rồi, tôi nhiều nhất chỉ là một người đi giao dịch với ma quỷ thôi. Hứa Mộ Giải thản thở.
có người thích làm giao dịch với người, có người tự tiện đi giao dịch với thượng đế, còn có người bất đắc dĩ chỉ có thể giao dịch cùng với ma quỷ. Mà tôi chính là người bất đắc dĩ ấy. Chỉ là cô nên hiểu, người giao dịch với người còn có thể nói điều kiện, giao dịch với thượng đế còn có thể nói khoan dung, còn làm giao dịch với ma quỷ thì... Nói đến đây, cô chỉ lắc đầu tự giễu. Ma quỷ là ai? Cô tìm kiếm trợ giúp của hắn, hắn sẽ giúp cô, nhưng hậu quả chính là hắn sẽ lấy lại gấp bội những gì thuộc về hắn. Một khi giao dịch với ma quỷ, cô không thể nói điều kiện, càng đừng vọng tưởng nhận được sự khoan dung của hắn, chỉ hắn chỉ có cướp bóc. Giang Mặc Viễn chính là người như vậy. Tôi thật sự rất yêu Cố Mặc, vì để có được anh ấy cũng từng bỏ ra rất nhiều công sức. Chỉ tiếc người anh ấy yêu luôn là cô. Hứa Mộ Dài quay đầu nhìn chàng Noãn Thần thản nhiên nói: Tôi đừng nghĩ từng nghĩ phải buông tay, nhưng khi quay trở về Bắc Kinh lại gặp Cố Mặc, vẫn là không buông bỏ được. Tôi thừa nhận mình ích kỷ, cũng thừa nhận rất hận cô, vì cô có thể nhận được tất cả mọi sự chú ý của Cố Mặc. Khi đó Giang Mặc Viễn bất ngờ đầu tư vào công ty của ba tôi, trở thành đại cổ đông đứng thứ hai, là tôi chủ động đến tìm anh ta. Bởi vì tôi biết cô thường xuyên cùng anh ta đến dự các bữa tiệc, tôi cảm thấy cô là kẻ bắt cá hai tay, một bên quấn lấy Cố Mặc, một bên lại phát sinh quan hệ không thể cho ai biết với Giang Mặc Viễn. Vì thế tôi liền chủ động tìm đến Giang Mặc Viễn, cũng từ giây phút ấy tôi đã đạt thành thỏa thuận với anh ta. Chàng Noãn Thần siết chặt nắm tay, nhất thời lại có xúc động muốn đánh người. Giang Mặc Viễn cũng giống như tôi, thật lòng muốn có được cô. Hứa Mộ Dài lần nữa ngồi xuống ghế nhẹ nhàng cười. Tôi không ngờ ngay cả một người đàn ông kiêu hãnh như Giang Mặc Viễn cũng có thể vì một người phụ nữ mà giao dịch. Sau đó tôi lại phát giác, thực sự người đứng ở vị trí chủ đạo vẫn là anh ta mà không phải là tôi. Bởi vì chỉ trong quá trình đó tôi mềm lòng thì công ty của bà tôi sẽ tràn ngập nguy cơ. Nói về nhận tâm, tôi thật sự thua xa Giang Mặc Viễn. Chàng Noãn Thuần nhắm mắt lại hít thở đều. Thực sự cô rất hạnh phúc đó, cả Cố Mặc và Giang Mặc Viễn đều dốc lòng yêu cô như vậy. Cố Mặc thậm chí còn tự tử vì cô. Giọng điệu Hứa Mộ Dài có chút rét lạnh. Chàng Noãn Thuần mở mắt ra nhìn Hứa Mộ Dài. Vậy cô có biết Giang Mặc Viễn từng có vị hôn thê không? Hứa Mộ Dài ngạc nhiên, chau mày lắc đầu. Thấy cô chẳng biết gì, chàng Noãn Thuần ầm thầm thở dài gật đầu nói. Tôi chẳng qua chỉ là thế thần mà thôi, cho nên chẳng có gì phải hâm mộ. Thế thần? Hứa Mộ Dài chẳng hiểu ra sao, suy nghĩ cả buổi rốt cục cũng tường tận, cười lạnh nói. Hóa ra là thế, chàng Noãn Thuần, vậy thì cô đúng là chẳng đáng để tôi hâm mộ. Chàng Noãn Thần im lặng, cụp mắt. Hôm nay tìm đến cô còn có một chuyện muốn nhờ cô. Chuyện gì? Hứa Mộ Dài khẽ hà hơi vào không khí, một luồng sương mù tỏa ra như u hồn vô chủ. Sau này đừng bao giờ gặp Cố Mặc. Tôi đã nói với cô rồi, tôi chắc không gặp anh ấy. Chàng Noãn Thần nhíu mày, Hứa Mộ Dài nhìn cô có vẻ chần chờ. Chàng Noãn Thần cau mày. Lúc trước là tôi chủ động buông tay anh ấy, cô cho rằng tôi còn có thể quay đầu lại sao? Hơn nữa tôi đã kết hôn, tôi và anh ấy lại càng không thể, cho nên tôi không biết cô còn điều gì băn khoăn nữa. Nếu cô lo lắng chuyện này, hôm nay tôi cam đoan với cô đó, còn cô tin hay không là chuyện của cô. Chàng Noãn Thần lời ví lại với cô, nói xong liền xoay người muốn đi. Thực tế thì... Sau lưng Hứa Mộ Dài lên tiếng. Tôi đã có thai con của Cố Mặc, tôi muốn đám cưới với anh ấy, cho nên cô không thể tìm gặp anh ấy nữa. Bước chân đột nhiên dừng lại, chàng Noãn Thuần quay phát lại, khó tìm nhìn Hứa Mộ Dài, ánh mắt theo bản năng rời xuống bụng cô. Cố Mặc cũng biết tôi mang thai con của anh ấy. Hứa Mộ Dài đặt tay lên bụng, bởi vì mặc rộng nên không nhìn ra có gì khác lạ, cô lại nhìn chàng Noãn Thuần cười cười, cố ý cường điệu nói. Tôi nghĩ cô cưng này sẽ rất dễ thương, đẹp trai như bà nó. Hơi thở chàng Noãn Thuần trở nên dồn dập, trái tim liều mạng vào lồng ngực, đau đến nỗi lan đến đầu ngón tay. Thật lâu sau mới lên tiếng hỏi. Cái thai này bảo lớn? Cô không tin, thực sự không tin. Thực tế thì cô muốn hỏi tôi và Cố Mặc phát sinh quan hệ khi nào đúng không? Hứa Mộ Dài cười nhẹ dứt khoát nói. Hiện tại tôi chỉ vừa mới bị nghén thôi, cái thai này dính vào hôm Tết dương lịch.
Tết Dương Lịch. Gáy chàng nó thần như bị ai đánh mạnh vào. Chuẩn xác mà nói là để một đêm trước Tết Dương Lịch. Hứa Mộ Dài nhìn cô, cười như không cười. Đêm đó tôi đúng lúc gặp Cố Mặc ở quán bà, anh ấy uống rất say, rất đau khổ. Vì thế tôi liền uống cùng anh ấy, sau đó chúng tôi cùng nhau quay về nhà, sau lại lên giường với nhau. Chàng nã thần bất giác lùi về sau hai bước. Không, Cố Mặc không phải là người như thế. Nói vậy nhưng, thực sự đêm đó anh ấy lên giường với tôi, nhưng luôn miệng gọi tên cô. Nói thật, tôi bất chấp bản thân làm tế thần của ai, cho dù đời này trong lòng anh ấy toàn nghĩ về cô, cho dù từ nay về sau, ở trên giường, anh ấy có xem tôi là cô thì cũng chẳng sao cả. Hứa Mộ Dài nhìn cô bằng ánh mắt kiên định. Tôi yêu anh ấy, bất luận làm sao cũng phải ở cạnh anh ấy, cho dù không chiếm được trái tim anh ấy, cũng có được thể xác anh ấy. Mỗi ngày được nhìn thấy anh ấy vậy là đủ rồi. Chàng Mãn Thuần không nghe vào tai bất cứ gì nữa, đầu óc vẫn ong ong, bên tai vẫn quanh quẩn lời Hứa Mộ Dài vừa mới nói. Tối hôm trước Tết Dương Lịch, chúng tôi lên giường, tôi có đứa con của Cố Mặc. Cô ấy có đứa con của Cố Mặc. Ký ức dường như nổ tung, ánh chớp như thoáng hiện trước mặt cô. Cô nhớ rõ, hôm sau là Tết Dương Lịch về đến nhà, Cố Mặc cũng đến nhà tìm cô, vội vàng nói với cô, chúng ta kết hôn đi. Thì ra, đêm trước đó người cảm thấy áy náy không chỉ có mình cô, trái tim như bị xé thành hai nửa, vá víu cũng chẳng ích gì. Có một nỗi đau bất chợt quấn lấy cô, khiến hai nửa trái tim cô không tài nào ghép lại nguyên vẹn được. Là ông trời trêu đùa, hay là cô và anh đã định sẵn phải chia xa? Tôi hy vọng cô đừng đến quấy rầy tôi và Cố Mặc, còn có còn tôi nữa. Cuối cùng Hứa Mộ Dài lạnh lùng buông ra một câu. Lúc này chàng Nát Thần mới nhặt về được lý trí mơ hồ ấy, quắc mắt nhìn cô, chôn chặt nỗi đau cùng thê lương sâu trong đáy mắt, nhẹ nhàng nói. Cô yên tâm, tôi sẽ không bao giờ đến quấy rầy các người. Lần này cô thực sự đi thẳng một mạch ra khỏi bệnh viện. Bóng dáng nhỏ nhắn bị ánh nắng kéo thật dài như một u hồn. Hứa Mộ Dài vẫn nhìn theo bóng lưng cô, đợi cô mất hút trong biển người mới nhẹ nhàng thở ra. Mùa đông chẳng mấy ấm áp, chàng Nát Thần lại thả bước vô định như một linh hồn. Người xung quanh qua lại tấp nập đều ngoái lại nhìn cô. Cũng khó trách, một cô gái mặc áo khoác dài trong tay lại cầm một phần lòng chiên, vừa đi vừa ăn, đi tự nhiên thế nào cũng trở thành tiêu điểm. Bên một bằng ghế dài, chàng Nát Thần rốt cục dừng bước, càng nghi ngờ lại càng ngăn càng hoảng, càng ăn lại càng muốn khóc, trong lòng rầu rĩ, khóe mắt đỏ ngầu, mỗi lần sau khóc lại bị cô đè nén lại. Cô không biết tại sao mình muốn khóc, vì một phần lòng chiền rốt cục không tìm được về cảm giác, hay là vì một phần tuyệt vọng rốt cục lần nữa quay về như lúc trước. Hay là vì cảm giác hụt hẫng mãnh liệt này đối với chuyện vốn cô chấp lại bị thực tế cuộc sống thay đổi lặng lẽ. Cô không biết. Chiếc áo khoác dài mặc trên người này là chiếc mà giàng mặc viễn đặt mua ở Zurich, còn lòng chiên trong tay lại là ký ức của cô và Cố Mặc. Có chút buồn cười nhỉ. Lòng chiên còn non nửa chén, lại không còn vồ nữa, nước mắt tuôn rào trời rơi xuống chén, từng giọt chua xót. Gió làm nguội món lòng, cô như đứa trẻ bất lực khóc đến thương tâm. Quay đầu lại nhìn không ít người xung quanh, nhưng không có người rúm lại nhìn cô. Xã hội bây giờ, thời gian của ai cũng quý báu cả, người có thời gian đứng nhìn cô khóc thật sự rất hiếm. Sau hơn 10 phút trôi qua, chàng Nát Thần mới từ từ đứng lên, gạt nước mắt, đi đến bên cạnh thùng rác, vẻ mặt đơn côi. Trong lòng chiên trong tay đã nguội ngắt như lòng của cô. Nhẹ nhàng thả tay, cả chén lòng rơi vào thùng rác. Tạm biệt, tình yêu từng là của cô. Thu tay lại, mắt chàng Nát Thần đã mỏi nhừ, khóc xong chỉ còn lại bất lực cùng chết lặng thật sâu. Khóe mắt lờ đáng thả qua chiếc mắt, chiếc xe không biết chạy theo cổ từ lúc nào. Chiếc xe trang trọng cùng biển số quen thuộc khiến cổ lỡ mất nhịp thở. Sau khi hung hăng tổn thương cổ, giờ lại định làm gì? Bù đắp ừ, hay là im lặng nhìn cổ bẽ mặt?
chàng nam thần hít sâu một hơi, ngửa đầu xoay người, chẳng thèm để ý đến chiếc xe kia. Tiệm cà phê, không khí ấm áp như xuân. Cô lặng lặng ngồi bên cửa sổ, áo khoác đặt đối diện, sau lưng là giá sách chiếm trọn vách tường, bên trong bày biện nhiều loại sách. Nhân viên tiệm cà phê bưng một ly trà hoa hồng nóng đến, đặt nhẹ xuống trước mặt cô. Mùi hương thanh mát khiến cô chú ý, sau khi nhìn thoáng qua, định bảo nhân viên bưng nhầm rồi, thì một bóng lưng cao lớn xuất hiện phía sau. Cô liền im bặt, không cần hỏi cũng biết là anh đổi cà phê của cô. Sau khi nhân viên rời khỏi, anh ngồi xuống đối diện cô, đặt áo khoác của cô sang bên cạnh. Uống xong ly trà này thì về nhà đi. Giọng điệu anh ôn hòa như đang dỗ dành một đứa trẻ. Chàng nam thần không thèm nâng mắt, xem xong một trang sách thì lật qua, thản nhiên nói: anh không định gọi thức uống à? Đi theo tôi lâu như vậy chắc cũng mệt rồi. Giảng Mặc Viễn cười cười, sau khi giơ tay gọi một ly cà phê thì nhìn cô. Anh nghĩ em thấy chồng mới cưới của mình sẽ kinh ngạc vui mừng lắm chứ? Kinh sợ hơn là kinh ngạc vui mừng. Cô tình bờ nói uống hớp trà. Hương trà tỏa bốn phía, khắp nơi tràn ngập hương hoa hồng ngào ngạt. Một ly cà phê nhanh chóng được bưng tới, là cà phê đen trước giờ anh thường uống. Anh đi theo em là lo lắng cho em. Anh khuấy cà phê, sau khi đặt muỗng xuống ôn hòa nói, chàng nam thần chẳng thèm ngẩng đầu. Nếu không có hành vi cầm thú tối qua, tôi nghĩ tôi sẽ tin lời anh. Giang Mặc Viễn thấy thái độ thờ ơ của cô, nhịn không được đưa tay đóng quyển sách cô đang xem lại. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng anh. Là anh quá yêu em nên mới như vậy. Anh nhíu mày. Tình yêu của anh đúng là biến thái thật. Cô bình tĩnh đáp. Giang Mặc Viễn thở dài có chút không vui, chậm rãi kéo tay cô qua. Anh theo sau cô rất lâu, bao nhiêu lần muốn xuống xe ôm lấy cô, nhưng cố chịu đựng. Anh thấy cô từ bệnh viện đi ra, thấy cô thất thểu đi trên đường, thấy cô vào một quán nhỏ mua một chén lòng chiên đi ra, thấy cô vừa đi vừa ăn vừa khóc. Anh nhìn mà đau lòng, nước mắt của cô chui vào mắt anh còn đau đớn hơn cả lấy dao giết chết anh. Em đi gặp mẹ của cố Mặc. Chàng nãn thần ngần ra bất giác nói. Vì sao không trực tiếp cho rằng tôi đi gặp cố Mặc, khoa trình hình ngay dưới lầu mà. Nói xong đột nhiên ý thức được gì, bất đắc dĩ cười cười. Tôi biết rồi, lúc ở bệnh viện ảnh đã theo dõi tôi, cho dù không theo thì Hứa Mộ Giải cũng gọi điện cho anh. Giả Mặc Viễn nắm tay cô lắc đầu. Em sai rồi, anh không ở bệnh viện, Hứa Mộ Giải cũng không gọi cho anh. Cô hoài nghi nhìn anh. Anh tin em sẽ không đi gặp cố Mặc. Anh nhấn mạnh, tay chàng nói thần chợt run lên. Vì sao tin tưởng tôi như vậy? Cô hỏi, Giang Mặc Viễn nâng tay cô hôn nhẹ lên đó. Không biết nữa, chỉ biết là rất muốn tin em. Chính như em nói hỏi anh, vì sao anh lại yêu em? Anh cũng chẳng biết xuất phát từ nguyên nhân gì, chỉ biết là yêu em thôi. Cô rút tay khỏi tay anh, chàng nói thần cầm lấy ly trà ủ trong tay mình, cụp mắt, che khuất yêu thương nhàn nhạt trong đáy mắt. Giang Mặc Viễn cũng không nói gì nữa, chờ cô uống xong ly trà, rồi im lặng giúp cô choàng áo khoác vào, dắt tay cô rời khỏi tiệm cà phê. Bóng đêm mà mị, hai người ở bên ngoài dùng xong bữa tối mới quay về nhà, Giang Mặc Viễn lên lầu gọi điện thoại. Chàng nam thần vui mình vào sofa gọi điện thoại hỏi thăm bà mẹ. Hai ông bà chờ ở nhà bác rất vui, nghe giọng có vẻ rất hớn hở. Dàn xếp xong xuôi hết chuyện nhà, Giang Mặc Viễn cũng từ trên lầu đi xuống, trong tay cầm hai tấm thẻ. Nãn nãn, lại đây. Anh ngồi xuống ở cầu kia của sofa, duỗi tay về phía cô. Chàng nam thần không biết anh muốn làm gì đi tới, anh kéo cô ngồi xuống kế bên anh. Em cất hai tấm thẻ này đi. Cô cúi đầu nhìn ngờ vực.
Tấm thẻ này là làm cho em, sau này muốn mua bất cứ gì thì dùng tiền trong thẻ này. Tấm thẻ kia em cũng giữ đi, chỉ dùng để chi tiêu hết thảy tiền trong gia đình. Giả Mặc Viễn nhét hai tấm thẻ vào tay cô. Chàng nõn thần cầm lấy lại khó hiểu. Cái gì gọi là hết thảy tiền chi tiêu trong nhà? Nghi vấn của cô làm Giả Mặc Viễn cười nhẹ, đưa tay nhéo mũi cô. Hiện tại chúng ta trồng giống, gạo thịt mắm muối trong nhà đều cần tiền. Cứ hỏi bà con thân thích bạn bè đi xã giao cũng cần tiền. Dọn dẹp vệ sinh căn nhà này không phải việc mà một mình em làm nổi. Phải thuê người giúp việc làm đúng không? Mùa xuân sẽ nhanh tới, vườn hoa cũng cần phải có người đến chăm sóc. Tất cả đều cần tiền thuê để mướn người. Nói đoạn anh ôm lấy cô. Em là nữ chủ nhân căn nhà này, hết thảy trong căn nhà đều một mình em tính toán, hoặc là tìm người giúp việc theo giờ cố định, hoặc thuê dài hạn luôn. Hay là em muốn thuê quản gia thì mọi chuyện đều do em định đoạt. Chỗ tiền đó rút từ thẻ này là được. Tóm lại chỉ một câu, căn nhà của chúng ta giao cho em, quán xuyến, kiếm tiền nuôi em và nuôi con thì để anh. Chàng nã thần cúi đầu nhìn tấm thẻ trong tay, nghe anh nói xong, trong lòng dâng lên một cảm giác khó có thể diễn tả, cảm giác rất lạ. Tấm thẻ này có toàn bộ giá trị con người anh à? Cô xem nhẹ cảm giác lạ lẫm này, cô khẽ hỏi, nhưng hỏi xong mới cảm thấy đây đúng là một câu hỏi ngu ngốc. Giả Mặc Viễn quả nhiên buồn cười, hứng thú nhìn cô. Muốn toàn bộ giá trị con người anh sao? Tôi đâu nói vậy. Chàng nan thần nhíu mày ra vẻ mất tự nhiên. Anh cười rồi lại ôm cô. Muốn thì anh cho em, của anh chính là của em. Tôi không cần. Chàng nan thần hết hồn đẩy anh ra. Anh lại bị cô chọc cười. Vậy đưa tấm này là đủ rồi, sao lại đưa thêm tấm này nữa? Bà xã lấy về nhà là để yêu nuôi, để yêu thương mà. Giả Mặc Viễn đầu chịu buông tha cô, lần nữa kéo cô vào lòng, cúi xuống thì thầm vào tai cô. Mỗi lần em giận anh, ra ngoài tiêu tiền cũng là một loại phát tiết. Cô lấy làm lạ nhìn anh. Ý anh là mỗi khi em giận anh, muốn tìm anh chút giận thì có thể làm vậy. Anh mỉm cười, trong mắt hiện lên vẻ xấu xa. Chàng nã thần giận dỗi liếc anh, mặt lại đỏ lên nhìn anh cất tấm thẻ vào. Được thôi, tôi cất nó vậy, anh đừng có mà trách tôi tiêu xài làm anh phải phá sản. Yên tâm đi, nếu anh thực sự có ngày phá sản cũng sẽ không buông em ra đâu. Giả Mặc Viễn cười càng rạng rỡ. Khùng, cô không thèm chấp anh. Hiếm có nha, anh còn tưởng em sẽ từ chối nên đã chuẩn bị sẵn cả một bài diễn văn đó. Anh ôm sát cô, cúi đầu hôn lên tóc cô, lại theo tóc mà dừng bên tai cô, há miệng, cắn nhẹ vào vành tai non mềm. Hơi thở cực nóng của anh phả vào cổ cô ngứa ngứa, cô hơi run nhưng không dám dãy giụa. Trải qua kinh nghiệm sưởng máu, cô rốt cục cũng phát hiện càng dãy giụa thì lại càng kích thích bản năng chinh phục của anh. Chỉ bằng ngoan ngoãn tùy anh muốn làm gì thì làm. Ngu gì tôi phải từ chối, có tiền tiêu ai mà chẳng muốn. Cô dỗi hơn. Tôi không tiêu tiền của anh, chẳng lẽ để hơi cho người phụ nữ khác đến tiêu dùng sao? Đúng đó, bên ngoài nhiều tiểu tam như vậy. Giả Mặc Viễn không giận còn cười, ra ra vành tai cô cười nhẹ. Đôi lúc quản lý túi tiền của chồng so cũng với quản gia giày của chồng càng hiệu quả hơn đó. Vì thế bà Giang à, có nên cân nhắc đến chuyện đặc biệt đảm nhiệm chức vụ bà xã của anh không? Kể từ đó là có thể toàn tâm toàn ý quản lý toàn bộ con người anh. Không hứng thú. Chàng non thần nhà già bà chứ không chút khách khí. Giả Mặc Viễn nhếch mày, lật khuôn mặt nhỏ nhắn của cô qua, ra vẻ không vui. Chàng nạn thuần, câu trả lời này thật sự làm anh tổn thương có biết không? Quản tôi làm gì, hết chuyện rồi đúng không? Hết chuyện rồi tôi lên lầu nhé. Chàng nạn thuần hất tay anh ra, nói xong thì thản nhiên đứng dậy. Chưa nói xong mà. Giả Mặc Viễn mím môi giữ cô lại, lại đưa một thứ cho cô. Lòng bàn tay hơi lạnh, cổ cúi đầu là chiếc chìa khóa có hơi quen mắt. Căn tứ hợp viện kia anh đã sang tên cho em, còn ba mẹ em cũng đừng để họ quay về cổ trấn, ở lại Bắc Kinh đi, sống ở chỗ đó tiện hơn. Giả Mặc Viễn nghiêm túc nhìn cô. Chàng nãn thần cùa cùa cái chìa khóa trong tay, nhèo mắt nhìn anh. Anh cảm thấy tôi sẽ nhận à? Sẽ không, cho nên mới âm thầm sang tên cho em. Giả Mặc Viễn cười bí hiểm, cổ hừ lạnh. Anh đã biết con làm như vậy, nhưng mà anh lại có cảm giác em sẽ nhận.
trong mắt anh nổi lên vẻ dịu dàng, chàng Noãn Thần nhíu mày. Thẻ cũng nhận, giá gì căn nhà này? Sa Mặc Viễn tựa lưng ra sau nhàn nhã nhìn cô. Nói rồi, bên ngoài nhiều tiểu tam như vậy, ngộ nhớ anh dùng căn nhà này nuôi vợ bé thì sao? Em là chủ sở hữu thì khác, chỉ cần anh không về nhà, bất cứ lúc nào em cũng có thể đến căn nhà đó bắt gian. Chương 50, vượt mặt. Chàng Nát Thuần sau khi đứng yên nhìn anh thật lâu, khóe môi hiện lên độ cong như cười như không. Tuy rằng anh là người làm nhiều chuyện xấu, nhưng chuyện đụng vào tiểu tam, tôi nghĩ không phải người có tính cách như anh có thể làm được. À, Giang Mặc Viễn nghe vậy thì có hơi thích thú nhếch mày. Xem ra ở trong mắt em, anh còn bị phân chia là người có nhân cách bất đồng. Không phải là nhân cách, mà anh là người có tật không thích bị làm phiền. Nếu không thì trước kia cũng không tìm tôi làm tình nhân dự tiệc. Thứ nhất, có thể tìm người trong gương mặt quen thuộc để anh tưởng nhớ quá khứ. Thứ hai, còn có thể trở thành lá chắn, giúp anh xua đuổi ảnh yến. Giọng nói của chàng Noãn Thần rất nhẹ, giọng chân thuật nghe như đang kể một chuyện hết sức bình thường. Nhưng mà phía sau một người đích thực có không ít nhân cách, giống như anh đó. Mặt ngoài ôn hòa nhưng nội tâm đen tối, người như thế tuyệt đối không thích mang phiền toái cho mình. Bà xa của anh từ khi nào trở thành chuyên gia phân tích tâm lý vậy? Giảng Mặc Viễn dựa lưng vào sofa, mỉm cười nhìn cô. Phụ nữ đều bị bức phải trở thành chuyên gia phân tích tâm lý, nhất là gả cho người đàn ông như anh vậy đó. Cô không chút nề nang, thản nhiên ném ra một câu. Thận trọng là mẹ an toàn thì có gì không tốt? Giảng Mặc Viễn không giận còn cười, khóe miệng nhếch lên độ cong chế nhạo. Ngộ nhớ sở thích của anh thay đổi thì sao? Không phải phụ nữ các em thường nói đàn ông có tiền liền hư hỏng à? Nghe vậy, chàng Nát Thần hừ khẽ hừ lạnh. Người giống như anh muốn nuôi bồ nhí còn cần lén lút sao? Ngay cả lén lút cũng không cần, cần gì phải đi bắt gian? Đây là khen anh hay là chê anh? Anh muốn nghĩ sao thì tùy. Chàng Nát Thần nói xong xoay người lên lầu. Sa Mặc Viễn nhìn theo bóng lưng cô, bất đắc dĩ cười nhẹ. Không mấy chốc, cô lại đi xuống trong tay cầm theo xấp giấy tờ, ném xuống trước mặt anh. Giảng Mặc Viễn hoài nghi, lấy lên xem, khuôn mặt vốn mỉm cười đột nhiên cứng đờ, lại nhìn cô hơi nhào mắt lại. Tiếng của anh cũng không phải gió to thổi hoài không tới, tôi nghĩ chìa khóa này anh vẫn nên lấy lại đi. Chàng Nãn Thần ngồi xuống, để chìa khóa trong tay xuống trước mặt anh. Lúc vừa định thủ tay lại, anh đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, giọng điệu có vẻ không vui, đáy mắt u ám khiến người ta sợ hãi. Điều này không thể. Anh có thể gọi điện thoại hỏi lại. Chàng Nãn Thần thản nhiên cười, Sa Mặc Viễn nhìn cô cả buổi, nhíu mày, nhanh chóng móc điện thoại ra nhấn một dãy số. Chàng Nãn Thần đứng lên đi vào phòng ăn, rót ly nước từ từ uống. Sa Mặc Viễn nhanh chóng nói xong điện thoại, cô có thể cảm nhận được khí thế cường đại ùn ùn kéo đến sau lưng mình. Chưa đợi nuốt xong ngụm nước, anh giữ chặt cô từ phía sau. Ngày sau đó cô rơi vào lồng ngực ấm áp của anh. Tấm lưng dán chặt vào ngực anh, tự hồ có thể cảm nhận được sự bất mãn nồng đậm của anh. Anh đúng là đã coi thường năng lực của em, lại dám ở sau lưng anh hoàn tất thủ tục sang tên một cách thần không biết quỷ không hay. Trên đỉnh đầu, hơi thở nam tính đè ép xuống, bao gồm tiếng nói quá mức ầm trầm. Chàng Nát Thần bình tĩnh uống cạn ly nước, đặt xuống rồi khẽ nói. Cho nên nói, căn tứ học viện kia đã không còn là của tôi, chưa quá tôi không thể nhận. Phía sau lưng anh cứng đờ, cánh tay vòng qua eo cô hơi siết lại. Em đúng là rất có cách đó, ngay cả đối phương chưa tự mình đến trình diện, em cũng có thể hoàn thành thủ tục. Chàng Loạn Thần, là anh quá xem thường quan hệ nhân tế của em rồi. Quá khen, so với năng lực mắt nhìn sáu phương tài nghề tám hướng của anh mà nói, tôi chẳng qua chỉ là tài mọn mà thôi. Nhưng mà trùng hợp là tôi có người bạn tốt làm ở cục quản lý bất động sản, cô ấy chỉ tiện tay giúp đỡ mà thôi. À đúng rồi. Chàng Loạn Thần xoay người, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt xám xịt của anh khẽ nhếch môi. Tặng và sang tên đúng là rất phiền. Đổi tới đổi lùi, thuế trước bạ do anh trả nhé. Em làm khi nào?
Sa Mạc Viễn lần này đúng là không hề nghĩ tới, khi anh vô cùng đắc ý cầm chìa khóa căn nhà đưa cô lại có thể cầm một xấp giấy tờ chứng minh sang tên trực tiếp, sảng khoái từ chối hành vi của anh. Hơn nữa, lại dưới tình huống mà anh không biết gì. Anh chưa từng bị cô gái nào sỏ mũi như thế. Trước khi tổ chức hôn lễ đó, tôi cũng không ngờ hiệu suất làm việc của bạn tôi lại nhanh như vậy. Phải tìm thời gian rảnh rỗi mời cô ấy đi ăn mới được. Chàng nói thật ra vẻ tự hỏi, cằm cô bị anh lấy lần lên, khiến cô không thể không nhìn thẳng vào mắt anh. Sóng ngầm đang lờ mờ quay cuồng trong đáy mắt anh. Em hoàn toàn không thấy giấy chứng nhận bất động sản. Dưới tình huống anh chưa nói với em, thì sao em biết được căn nhà kia anh đã sang tên cho em? Anh là người thông minh, đương nhiên sẽ nghĩ đến điểm này. Người có sở thích tập kích đột ngột không riêng gì mình anh. Vừa đúng lúc tôi có sở thích này, chúng ta như nhau cả thôi. Cô cười đẩy tay anh ra trả lời. Nói. Anh lại đột nhiên gằn giọng, hai tay chống bên sườn cô. Cô bị nhốt kín trong phạm vi của anh. Làm sao mà biết thì có quan trọng không? Cô cười đậm, chẳng những không né tránh, ngược lại còn vươn tay choàng qua gái anh, giọng điệu chuyển thành nũng nịu. Chỉ có vậy mà cũng giận, thì tôi không dám nói mấy chuyện khác đâu nha. Sa Mạc Viễn chỉ cảm thấy chất ngực nhồn nhột, hơi thở dịu nhẹ của cô khẽ khàng qua quét ngực anh. Anh giật mình vì sự chủ động và dịu dàng của cô. Nhất thời, vẻ không vui trong mắt bay sạch, cánh tay bấu chặt vẫn cúi đầu nhìn cô. Còn có chuyện giấu anh? Giọng hỏi thiếu một phần nghiêm khắc, thêm vào phần mềm mại. Chàng nát thần cười tủm tỉm nhìn anh. Nếu có chuyện muốn giấu anh, chẳng phải còn khó hơn lên trời sao? Cho nên dứt khoát nói với anh, tôi đã mua một căn nhà để dành sau này cho bà mẹ sống. Tiền trả theo kỳ là thích hợp với cậu nhất, giữ lại chút tiền đúng là có thể mua xe. Cô cười đến vô tội, sắc mặt anh lại càng khó coi. Chàng nói thần, hiệu suất làm việc của em đúng là màu lẹ. Anh nhấn mạnh từng chữ. Chuyện này may mà có anh giúp tôi thu thập tài liệu của căn nhà đó, như vậy tôi cảm thấy rất tốt. Chàng Mặc Viễn giờ khóc giờ cười. Quỹ đen của em đúng là không ít nhỉ. Đấy không phải là quỹ đen, là tiền tiết kiệm của chính tôi. Chàng nãn thần nhíu mày. Anh xem nhẹ nghề nghiệp của tôi thuộc nghề có mức lương cao, càng xem nhẹ chức vụ hiện tại của tôi cùng tiền lương và chia hoa hồng hàng năm từ chức vụ đó. Đương nhiên tôi không cách nào đánh đồng với nhà tư bản lớn như anh được. Già Mặc Viễn còn muốn nói chuyện, cô lại dứt khoát giơ ngón tay đặt nhẹ lên môi anh. Quên bổ sung thêm một câu, hoa hồng nhiều nhất tôi kiếm được không phải từ tiêu duy các anh nhé. Anh giơ tay kéo tay cô xuống, bàn tay lại nhanh chóng giữ lấy gáy cô, thật lâu sau lại cúi đầu tì vào trán cô thở dài. Em muốn mua nhà, có thể nói với anh để cho người ngoài biết vợ của Giang Mạc Viện này mua nhà còn phân ra trả theo kỳ thì sẽ nói thế nào. Nhà này không phải mua cho hai chúng ta, là mua cho ba mẹ tôi, cho nên đây là chuyện của tôi. Cô cụp mắt có hơi đánh cược tâm lý. Giang Mạc Viện nâng mặt cô lên. Ba mẹ em không phải là ba mẹ anh à? Nhà không phải chuyện nhỏ, tôi chỉ muốn để họ yên tâm thoải mái vào đó sống. Cô than nhẹ. Và lại, lúc đó học đại học, tôi đã muốn làm chuyện này cho ba mẹ rồi. Sa Mạc Viễn nhìn cô chân chân, hồi lâu mới cười bật đắc dĩ. Người phụ nữ như em đúng là kỳ lạ thật, thứ đã tới tay còn đầy đi, nếu là phụ nữ khác, đã sớm nhận chìa khóa rồi. Trong mắt chàng nãn thuần lập lẻ ánh sáng, đáy mắt xẹt qua một tia u oán. Nhưng đã bị hàng mì che dài che khuất, không chút tiết lộ tâm tư. Giả Mạc Viễn lại cúi xuống nhìn, nên không phát hiện câu nói vừa rồi có tác động mạnh đến cô. Thấy cô im lặng, giọng nói có phần chế nhạo. Căn phòng đó, nếu đem đổi thành nhân dân tệ, em có biết em đã trả lại cho anh bao nhiêu tiền không? Không biết cũng không muốn biết. Cô không cách gì tính giả giá cả, tạm thời không để đến thể đến vị trí hoàng kim của căn tứ học viện này, chỉ lấy một chỗ ở Nam La cố hạng mà giả mà nói. Một căn tứ hợp viện bình thường cũng hét giá trên trời. Khó trách lúc cô làm thủ tục sang tên, bạn cô dùng cặp mắt kinh ngạc để nhìn cô. Giả Mạc Viễn hình như cũng không định nói ra con số làm cô sợ, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Em đã quên vợ chồng đồng sở hữu tài sản à?
anh cũng đã quên luật sở hữu tài sản chung đối với vợ chồng hợp pháp của Trung Quốc vừa mới được chỉnh sửa à. Chàng Noãn Thần ung dung nhìn anh. Cho dù chúng ta đã kết hôn, căn nhà đó trên pháp luật cũng không có quan hệ gì với tôi. Giảng Mặc Viễn ngần ra, sau hồi lâu bất đắc dĩ cười nhẹ. Anh thừa nhận anh không rõ luật hôn nhân trong nước cho lắm. Chàng Noãn Thần cúi đầu. Biết không, em đúng là người phụ nữ anh cảm thấy rất đặc biệt. Người vợ người ta chỉ ước gì mình có thể khoét rộng túi của chồng mình, còn em lại ước gì có thể đào rộng túi chính mình. Anh thở dài nhìn vào mắt cô. Đôi khi anh thật hy vọng em có thể giống như mấy cô vợ của những gia đình bình thường khác, ở trước mặt anh nói mấy chuyện vặt vãnh, khi anh về nhà muộn sẽ leo đéo theo sau lưng anh mà lải nhải, thậm chí xem trộm điện thoại của anh. Nhân lúc anh tắm rửa, lén người quần áo anh xem có mùi nước hoa của phụ nữ khác không. Nãn nãn, mà không phải giống như bây giờ, em lúc nào cũng tỏ ra xa cách với anh, anh không muốn sự ngọt ngào của anh và em chỉ thể hiện ở trên giường. Chàng Nãn Thần vẫn cụp mắt suy tư, nghiền ngẫm lời nói của anh hồi lâu mới chậm rãi ngước lên nhìn vào mắt anh. Lời nói của anh thật làm người ta phải cảm động, nhưng anh nên biết rằng hạnh phúc là tự nhiên thì sẽ vậy. Như khi anh dở hết mọi thủ đoạn để chiếm lấy hạnh phúc thật ra đã chạy xa rồi. Chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu, hiện tại nói những lời này e rằng quá sớm. Anh thấp giọng, cô lại cười nhẹ. Chỉ là tôi không thể lại đi nhận lòng tốt của anh. Ánh mắt của Giang Mặc Viễn dần dần trở nên lạnh lẽo âm u. Vì sao? Một tiếng thở dài vương trên môi cô, khẽ đẩy anh ra, rửa cái ly trên bệ xong giọng nói cổ liều. Bởi vì anh đối xử càng tốt với tôi sẽ càng cảm thấy rằng anh là đang đền bù cho Sa Lâm. Nói xong câu này, cô xoay người ra khỏi phòng ăn. Thân hình cao lớn của Giang Mặc Viễn cứng đờ, bầm bệnh ra. Thấy cô ra khỏi phòng ăn, anh cũng đi rao ra ngoài. Tâm tư của anh thế nào, đến bây giờ em vẫn chưa đoán được ư? Tiếng nói trầm thấp vang lên sau lưng cô, mạnh mẽ nhưng liều hệt cô. Chương 51, một công đôi việc. Bước chân đang lên bỗng dừng lại, đứng ở lầu thang, Trang Loan Thần cầm tay vịt bấu chặt. Lời nói của Giang Mặc Viễn cứ lần quần trong không khí và đập vào khoảng cách giữa hai người. Cô nghe rất rõ, cũng nghe trái tim lờ mờ đau nhói theo. Sau lúc lâu, ngón tay bấu chặt thành vị dần dần thả lỏng, nhưng vẫn không ngoảnh lại. Tâm tư của anh, tôi không dám đoán nữa, bởi vì tôi sợ. Nói đến một nửa lại thôi, hơi thở của cô theo đó mà đau thêm một chút. Giang Mặc Viễn đứng dưới lầu, nhìn theo bóng lưng cô nhèo mắt hỏi. Em sợ gì chứ? Bầu không khí lờ lửng sự kỳ dị, vẫn vít quanh lẫn nhau, đau đớn lờ mờ đan xen. Không có gì. Chàng Nam Thần nhẹ nhàng để lại một câu, rồi chậm rãi lên lầu. Cô trước sau không dám quay đầu nhìn anh, bởi vì cô sợ để lộ vẻ mặt bình thường của mình. Thật sự, cô chẳng qua chỉ là con dở hồ giấy. Cô sợ rất nhiều thứ, sợ lại bị tổn thương, càng sợ lại từ hy vọng biến thành thất vọng. Nhưng mà điều làm cô sợ hãi nhất chính là bản thân bị hút vào. Cô thực sự sợ bản thân sẽ hoàn toàn triệt để yêu anh. Thứ hai đầu tuần lại đến thời gian chiến đấu. Qua tháng giêng, khắp phố lớn ngõ nhỏ của Bắc Kinh lại bắt đầu trang hoàng nghênh đón mùa xuân. Đương nhiên, từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4 mới là thời gian đẹp nhất. Tháng 3, mùa xuân, lòng vui sâu ngủ đông của mọi người lại bắt đầu có dấu hiệu dục dịch trở về guồng công việc. Bận rộn càn quét từ công ty lớn đến công ty nhỏ, nhịp điệu bước chân đi người đi đường cũng nhanh hơn rất nhiều. Dưới sự quản lý của chàng Noãn Thần, bộ phận 1 tiến hành điều chỉnh nhân viên, lại căn cứ nhu cầu hạng mục thông báo tuyển dụng thêm nhân sự. Mỗi năm đều có một lượng sinh viên vừa tốt nghiệp đổ vào thị trường nhân tài. Ước mơ mới, nhiệt huyết mới tràn ngập khắp các ngành nghề. Đầu năm thường thường chính là giai đoạn hoàng kim để thông báo tuyển dụng. Trong hộp mail nhân sự của truyền thông Đức Mã, ngày nào cũng nhận được một đống hồ sơ yếu lý lịch của nhân viên dự tuyển. Hạ Lữ gõ cửa phòng làm việc, đặt hai phần sơ yếu lý lịch lên bàn của cô, thở dài ngồi xuống. Sao vậy?
chàng Loan Thần cầm hồ sơ lên xem qua. Chỉ có hai cái này à? Mỗi ngày người gửi hồ sơ dự tuyển đến rất nhiều, nhưng người thích hợp lại rất hiếm, cuối cùng chỉ còn lại hai người này. Chàng Loan Thần đại khái xem lướt qua, bằng cấp trình độ không tệ, sinh viên đại học sành giá chuyên ngành tin tức. Hạ Lữ bận đắc dĩ cười cười. Cũng không biết mấy người ở phòng nhân sự làm cái gì nữa, ngày nào cũng tuyển bình hòa di động cho mình. Hai người này chỉ có thể nói là nhìn được một chút. Phòng nhân sự phỏng vấn xong, mình cũng xem, dùng thử trước đi. Mình đã bảo Hải Cối viết bản thảo PR rồi. Bản thảo đâu? Hạ Lữ nhìn đồng hồ, hai tay khoanh trước ngực. Con đang ở trong phòng cắn bút á? Trời ơi, hơn 4 tiếng đồng hồ rồi. Chuyên ngành tin tức đó. Từ từ đi mà, có ai vừa tốt nghiệp đã thích ứng ngay được. Nhịp điệu của ngành quảng cáo vốn nhanh hơn các ngành khác rất nhiều. Phải cho người mới cơ hội rèn luyện thích ứng mới được. Nói xong Trắng Lát Thần gặp bản ghi chép lại. Đã đến giờ, thông báo mọi người vào họp. Phòng họp, bầu không khí tương đối khác thường, mọi người tỉ mỉ báo cáo tiến trình hạng mục mình chịu trách nhiệm. Hạ Lữ và Cao Doanh chính thức được thăng chức hồi đầu năm, hai người xem như là lão làng trong công ty. Trang Đan Thần giao hai hạng mục quan trọng nhất cho hai người. Một trong hai là Tiêu Duy do Hạ Lữ phụ trách, còn lại là Mỹ Á, trước mắt do Cao Doanh phụ trách. Trừ hạng mục đó ra còn có vài hạng mục hoạt động nhỏ lẻ, với ba khách hàng lớn còn lại thì giám đốc phụ trách. Mỹ Á cũng là hạng mục Tràng Loan Thần đích thân đàm phán, tiếp xúc với hạng mục này thời gian không ngắn, gần như là cùng thời gian với Tiêu Duy. Nhưng tổng giám đốc của Mỹ Á không có dễ chịu sòng phẳng như rằng Mạc Viễn, cho nên hạng mục cứ phải bàn đi bàn lại, gần như là sau khi làm 6 đề án mới bắt đầu khởi động. Mỹ Á chủ yếu sản xuất trang phục nữ, công ty mẹ đặt tại Pháp, nhãn hiệu của nó bao gồm thông dụng cho thành thiếu niên đến các phượng thương hiệu cao cấp, đồng thời thiết kế trang sức nữ, đồng hồ mỹ phẩm cũng bắt đầu lục tục tiến quân vào thị trường Trung Quốc. Trang Loan Thần chủ yếu phụ trách liên hệ với tổng giám đốc ở Trung Quốc, thái độ bên đó luôn cẩn trọng bởi vì chịu kiểm soát của trụ sở chính. Thế nên, cho tới bây giờ, hợp tác giữa Đức Mã và Mỹ Á chỉ giới hạn trong thương hiệu trang phục có tên là L. Năm nay, chuẩn bị thúc đẩy thêm nhãn hiệu nước hoa. Thế nhưng, chỉ cần hai bên đạt được hợp tác sẽ là một hạng mục với số tiền không nhỏ. Trước kia chị Mai lèo lái rất khá, sau khi chàng Loan Thần tiếp nhận lại ôm tinh thần cắn chặt không buông, công lao của bộ phận 1 đã vượt mặt bộ phận của Angel rất nhiều. Đợi Hạ Lữ báo cáo xong hạng mục có tiêu gì, Cao Doanh cũng thông báo tình hình của Mỹ Á. Người phụ trách bên Mỹ Á hy vọng có thể thông qua quảng cáo lần này để bắt trang phục mới L cùng nước hoa bản giới hạn. Sau khi chàng Loan Thần nghe vậy thì cân nhắc một chút. Cậu chưa thương lượng với bên kia sao? Hoạt động tuyến dưới như vậy sẽ dễ khiến người tiêu dùng sinh ra lẫn lộn thương hiệu. Đã đàm phán nhưng đối phương kiên trì làm vậy. Cao Dành bất đắc dĩ nói. Hơn nữa đối phương còn đưa ra một điều kiện. Điều kiện gì? Muốn mời một ngôi sao nữ nổi tiếng nhất Trung Quốc tham dự. Vậy thì không có gì đáng trách. Trang Loan Thần chẳng lấy làm lạ nhìn về phía Hạ Lữ. Cung cấp tài nguyên ngôi sao trong tay cậu cho Cao Doanh. Hạ Lữ gật đầu. Loan Thần, Mỹ Á có người chủ định rồi. Cao Doanh thở dài, Trang Loan Thần giật mình. Ai? Lăng Phi. Cao Doanh nói, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Không đợi Trang Loan Thần lên tiếng, góc phòng họp vang lên giọng nói vui vẻ. Trời ạ, là muốn mời cô ấy sao? Cô ấy chính là ngôi sao phim truyền hình và điện ảnh hot nhất hiện nay. Tuyệt quá. Tất cả mọi người đều bị giọng nói này làm cho giật mình. Kể cả chàng Loan Thần, theo tiếng nhìn lại là một gương mặt trẻ trung lạ hoắc. À, cô ấy là nhân viên mới, còn đang thử việc. Hạ Lữ hơi ngượng ngùng giới thiệu. Chàng Loan Thần nhíu mày, lúc này mới nhớ tới hai hồ sơ kia. Cô này là một trong hai người nọ, giọng nói lạnh nhạt. Từ Hiểu Kỳ. Dạ đúng. Sinh viên vừa tốt nghiệp rất hàng hái, vừa nghe gọi tên liền nhanh nhẩu đứng lên, tràn đầy nhiệt tình. Ngồi xuống trước đi. Chàng Loan Thần nói nhìn thẳng cô. Điều kiện tiên quyết khi làm quảng cáo, trước tiên nên quản cho tốt cái miệng cùng tính khí dễ hưng phấn của chính mình. Còn có, bất cứ chỗ nào khi cũng phải đeo thẻ của cô. Một khi không đeo, cô không được vào công ty, không được vào căn tin của tòa nhà này.
thậm chí ngay cả về kép xe cô cũng không được đi. Từ Hiểu Kỳ kinh ngạc sau khi nhìn thấy cả phòng họp chỉ có mỗi mình cô không đeo thẻ, mặt đền đỏ lên, gật đầu vội vàng ngồi xuống. Việc huấn luyện người mới là do ai phụ trách? Tráng Loan Thuần hỏi Hạ Lữ. Phòng nhân sự thống nhất an bài. Tráng Loan Thuần đảo mắt qua hai người mới thở dài. Gọi người bên phòng nhân sự huấn luyện thêm vài ngày nữa. Vâng, Hạ Lữ gật đầu. Trở lại chuyện của Lăng Phi. Tráng Loan Thuần đảo mắt đến chỗ Cao Doanh. Mình biết người nhân Mỹ Á muốn mời Lăng Phi, cô ấy không nằm trong tài nguyên ngôi sao mà công ty chúng ta tiếp xúc. Vẻ mặt Cao Doanh đau khổ. Mình biết, nhưng người phụ trách đối phương nói tổng giám đốc khu Trung Quốc chính là thích khí chất ngôi sao của Lăng Phi. Nếu không mời được cô ấy tới, vậy thì Mỹ Á sẽ cân nhắc đến Ova PR. Tráng Loan Thuần thở dài quả quyết nói. Liên hệ với người đại diện của Mỹ Á chưa? Rất khó. Cao Dành lắc đầu. Lăng Phi là ngôi sao khó chạm tới, người quản lý của cô ấy cũng vênh váo, vừa nghe công ty quảng cáo đến mời cũng chẳng thèm để ý. Còn có, mình đã trả giá được ngày 25, đúng lúc có tiệc sự kiện do tạp chí BAO tổ chức. Lăng Phi cũng là khách mời. Ngày 24, đúng lúc xung đột với hoạt động của chúng ta. Hạ Lữ giật mình lên tiếng. Vậy thì Lăng Phi càng không có khả năng tham gia hoạt động bên chỗ chúng ta. Mấy nghệ sĩ như cô ta có thể sẽ không để mắt đến công ty PR như chúng ta, nhưng lời mời của tạp chí thì sẽ không từ chối. BAO là tạp chí thời trang đầu hàng đầu, thành viên ngôi sao có thực vượt ra khỏi sự tưởng tượng, hàng năm tổ chức tiệc ngôi sao đều được giới giải trí săm soi. Không có ngôi sao nào không để mặt không đến dự, bởi vì tạp chí này đại diện cho thời trang. Tráng Loan Thuần suy tư. Loan Thuần, mình thật sự hết cách, vốn giao tiếp với nghệ sĩ không phải sở trường của mình, nghe người trong giới nói Lăng Phi rất khó gần. Cao Doanh bắt đầu phát tín hiệu cầu cứu. Tăng hạng mục này cho Ova PR là chuyện tuyệt đối không thể. Cao Doanh, sau khi tan họp cậu nộp danh sách toàn bộ email nhân viên, mấy ngày này cậu liên hệ cho mình. Thái độ Tráng Loan Thuần kiên quyết. Hoạt động ngày 25 của Mỹ Á cậu tiếp tục khai thông, bên chúng ta sẽ làm phương án dự phòng. Hạ Lữ. Cô quay đầu. Cậu vẫn cung cấp thêm tài liệu cho Cao Doanh để bên Mỹ Á có thêm nhiều lựa chọn. Ừ, lát nữa mình sẽ đưa. Hạ Lữ gật đầu. Bên thực thi hoạt động không thành vấn đề chứ? Cao Doanh gật đầu. Mỹ Á không có ý kiến với sân bãi, nhưng mà chỗ ánh sáng thì... Còn chưa nói xong, phòng họp có người gõ cửa đi vào là Angel. Phòng họp im ắng, Angel đi lên trước đặt một phần hợp đồng cho thuê xuống trước mặt Tráng Loan Thuần, ngoài cười nhưng trong lòng không cười. Tráng Loan Thuần, tôi phát hiện cô ra tay còn độc ác hơn cả Mục Mài. Rõ ràng biết sân bãi kia là bên tôi nhìn chúng trước, cô lại cướp đi. Cô nói xem hoạt động của chúng tôi phải làm sao. Sân bãi của bên chị. Tráng Loan Thuần làm ra vẻ ngạc nhiên, quay đầu nhìn Cao Doanh. Là vậy à? Cao Doanh vuốt cằm. Mình không biết, cũng không ai thông báo. Tráng Loan Thuần sau khi nghe vậy liền nhẹ nhàng gật đầu, quay qua nhìn Angel cười nhạt. Ngại quá, lần sau lúc bên chị định thuê sân bãi nhất định phải đánh tiếng trước, trí nhớ của em kém lắm. Xem như cô lợi hại. Angel gõ bàn hợp đồng. Để tôi xem hợp đồng này của cô có thể sử dụng được bao lâu. Tráng Loan Thuần cười mà không nói. Angel tức giận xoay người định đi. Đợi đã. Tráng Loan Thuần gọi cô lại. Cô quay đầu. Đừng nói là bộ phận em với chị đánh nhau, thực tế thì em chẳng có dư thời gian như vậy. Cầm hợp đồng này đi đi. Tráng Loan Thuần nói ném một phần văn kiện trong tay lên bàn họp. Angel vẻ mặt hoài nghi. Trước đó có xem mấy lời em cũng tạm được, đừng nói em không chừa lại chỗ cho bên chị. Tráng Loan Thuần hừ nhẹ. Angel cầm lấy mấy văn kiện mở ra, ngây ngẩn cả người. Không ngờ cô lại làm như vậy. Khác với Mục Mài, tuy rằng ra tay độc ác nhưng vẫn chừa lại đường sống cho đối phương. Tôi sẽ không cảm ơn cô đâu. Thật lâu sau Angel mới nói. Em cũng không định nhận lời cảm ơn của chị. Cả giọng nói và ánh mắt của Tráng Loan Thuần đều lãnh đạm, chia tay ra với cô. Mang tài liệu nơi cung ứng ánh sáng biến đổi. Cô... Tráng Loan Thuần nhìn cô ý cười càng sâu. Được, lát nữa tôi sẽ xài người đưa cho cô.
Angel cực kỳ tức giận, hóa ra có bị tay này chơi một vố. Cao Doanh, Angel giúp cậu giải quyết vấn đề ánh sáng rồi đó, còn không cảm ơn. Trang Lan Thần gặp bản ghi chép lại, tựa lưng vào ghế. Cao Doanh cười tủm tỉm nhìn Angel, ngọt ngào nói: cảm ơn chị. Angel tức giận cầm lấy văn kiện mà Trang Lan Thần đưa, xoay người bỏ đi, vùng thầy, cửa phòng họp đóng dầm một cái. Trang Lan Thần ngồi trên ghế dần dần thu lại nụ cười, nhìn về phía mọi người. Tiếp tục họp. Hết quyển 5. Hết tập 41. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và